con có thể giật mình tố giác âm thanh lớn. Trường xung quanh ổ từng giống mèo mà số lượng này cũng có thể cao hoặc thấp hơn 1 đến 2 con. Chế độ ăn của mèo trưởng thành. Mèo con mồ côi cần uống sữa khoảng từ 2 đến 4. Ba lứa mèo con. Trung bình một lứa, mèo có thể để được 3 đến 6 con.